huấn luyện viên Chuze cảnh báo Công Phượng, Văn Toàn. Lời nhắc nhở của huấn luyện viên Philip Chuze đồng nghĩa với việc Công Phượng và Văn Toàn phải tìm cách giải thoát chính họ khỏi cảnh dự bị ở câu lạc bộ. Công Phượng, Văn Toàn phải tìm cách giải thoát khỏi hoàn cảnh dự bị mòn ghế hiện tại. Đó là thông điệp mà huấn luyện viên Philip Chuze chuyển tới bộ đôi cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang khoác áo các câu lạc bộ tại nước ngoài. Tôi trao cơ hội cho Công Phượng và Văn Toàn ở trận đấu này, nhưng cả hai phải hiểu họ cần tìm kiếm cơ hội để thi đấu sòng phẳng ở cấp độ câu lạc bộ. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nói sau trận thắng Palestine. Cả Công Phượng và Văn Toàn đều có dấu ấn trong các bàn thắng của đội nhà trong trận đấu trên sân Thiên Trường Nam Định tối ngày 11 tháng 9. Công Phượng là người mở tỷ số, còn Văn Toàn kiến tạo cho Phạm Tuấn Hải ghi bàn thứ hai. Dù vậy, đó chỉ là những dấu ấn ở mức độ chấp nhận được. Nhà cầm quân người Pháp đánh giá màn trình diễn của Công Phượng và Văn Toàn trên hai khía cạnh. Trước hết, chấp nhận được có nghĩa là họ đạt yêu cầu của huấn luyện viên Chuze ở lần tập trung lần này. Đương nhiên, ông Chuze hiểu rõ tình trạng hiện tại của hai cầu thủ hầu như không được thi đấu tại câu lạc bộ trong nửa năm qua. Việc Công Phượng và Văn Toàn xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam rõ ràng không liên quan đến vấn đề phong độ. Huấn luyện viên 68 tuổi từng chia sẻ ở đợt tập trung tháng 6 rằng yếu tố phong độ của cầu thủ có thể chưa quan trọng ở giai đoạn đầu tiên ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Điều đó không khó hiểu. Ưu tiên của huấn luyện viên Chuze trong những đợt tập trung để thi đấu giao hữu là tìm hiểu nhiều nhất có thể về các cầu thủ. Thứ quan trọng nhất thu được từ các trận đấu giao hữu, theo lời nhà cầm quân người Pháp, là thông tin. Do đó, đối với những cầu thủ đã chứng minh được trình độ như là Công Phượng, Văn Toàn, điều ông Chuze cần đánh giá là phong cách chơi bóng của họ, kỹ năng của những cầu thủ này có hợp với phong cách chiến thuật của đội hay không, hoặc phương án nào là tốt nhất để khai thác được họ. Về mặt này, Công Phượng và Văn Toàn cho thấy câu trả lời tích cực. Khía cạnh thứ hai mà huấn luyện viên Chuze nói về bộ đôi chơi bóng ở nước ngoài là hiệu quả thi đấu. Có chỗ đứng trong phương án nhân sự là một chuyện, đạt hiệu quả đến mức nào là chuyện khác. Đây chính là vấn đề phong độ. Hiện tại, điều đó chưa quan trọng, nhưng đến tháng 11, khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu thi đấu chính thức ở vòng loại World Cup 2026 và xa hơn thế, câu chuyện sẽ rất khác. Công Phượng thiếu trải nghiệm thi đấu thời gian khiến cậu ấy gặp khó khăn trong việc hoạt động cường độ cao và gây áp lực thường xuyên. Huấn luyện viên Chuze nói, thời gian ngồi ghế dự bị liên tục càng dài, cảm giác thi đấu càng khó lấy lại. Kể từ khi V-League 2022 kết thúc vào tháng 11 năm ngoái, Công Phượng chỉ thi đấu đúng một trận cho câu lạc bộ Yokohama. Thống kê của Văn Toàn khá hơn với 10 lần ra sân ở Hàn Quốc cho câu lạc bộ Seoul Island, nhưng lần gần nhất đã cách đây 3 tháng. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, có lẽ Nguyễn Quang Hải là người thấu hiểu cảm giác của hai đồng đội nhất. Quả bóng vào Việt Nam 2018 giải thoát cho chính mình bằng việc quay trở lại Việt Nam thi đấu. Anh chưa đạt phong độ tốt nhất trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, màn trình diễn khi trở lại đội tuyển Việt Nam lần này rõ ràng là tốt hơn so với hai trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc và Syria hồi tháng 6. Cảm giác bóng và nhịp phối hợp với đồng đội trở lại với Quang Hải. Công Phượng và Văn Toàn cũng phải tìm ra phương án tự giải thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Lời nhắc nhở của huấn luyện viên Chuze cho hai cầu thủ này với một mục tiêu rất cụ thể. Họ cần thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ để giữ được vị thế, vị trí trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn nhiều khả năng sẽ trở lại V-League trước tháng 10, trong khi đó Công Phượng vẫn đang chờ một lối thoát. Công Phượng trở lại thăm câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thăm đội bóng cũ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và huấn luyện viên Kiyatisak trước khi quay trở lại Nhật Bản phục vụ câu lạc bộ Yokohama. Công Phượng về nước tối ngày 4 tháng 9 để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine. Sau khi trận đấu này kết thúc, tiền đạo xứ Nghệ không quay lại Nhật Bản ngay mà ở lại Việt Nam thêm ít hôm. Ngày 13 tháng 9, Công Phượng trở lại đại bản doanh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại trung tâm Hàm Rồng để thăm đội bóng cũ và chào hỏi huấn luyện viên Kiyatisak. Nhân dịp này, Công Phượng tặng huấn luyện viên Kiyatisak một chiếc áo đấu của anh tại câu lạc bộ Yokohama. Đáp lại, Dĩ Cố Thái cũng tặng tiền đạo xứ Nghệ một chiếc áo đấu mới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhà cầm quân người Thái Lan vui mừng khi gặp lại Công Phượng sau gần 1 năm chia tay. Công Phượng là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu với Palestine hôm 11 tháng 9. Tuy nhiên, tiền đạo 28 tuổi cho biết anh vẫn chưa hài lòng về màn thể hiện của bản thân trong trận đấu này. Trong khi đó, huấn luyện viên Chuze cũng nhận xét về màn thể hiện của Công Phượng chỉ dừng ở mức độ chấp nhận được. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng Công Phượng vẫn chưa thể hoạt động ở cường độ cao và thiếu đi nhiệt huyết trong tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự sau thời gian dài không thi đấu ở Nhật Bản. Công Phượng gia nhập Yokohama cuối năm 2022 sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa một lần được thi đấu tại J-League 1, giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Công Phượng mới chỉ đá vài giây khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 2-3 của Yokohama trước Nagoya tại Cúp Liên đoàn Nhật Bản hôm ngày 5 tháng 4. Huấn luyện viên Kiyatisak trở lại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cách đây ít ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ cùng gia đình ở Thái Lan. Đội bóng phụ nữ đã hội quân trở lại ngày 11 tháng 9 để chuẩn bị cho V-League mùa giải 2023-2024. Tuyển Olympic Việt Nam chờ sự mát tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và bảng đấu khó nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể giúp đội tuyển Olympic Việt Nam làm nên bất ngờ tại ASEAN 19. Tuyển Olympic Việt Nam ở cùng bảng với Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Đây là bảng đấu khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bởi ngoài Mông Cổ được đánh giá là mềm thì hai đối thủ còn lại đều rất mạnh. Chuẩn bị cho ASEAN 19, ngay sau khi vòng loại U23 châu Á 2024 kết thúc,
12 cái tên được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bổ sung cho tuyển Olympic Việt Nam gồm thủ môn Cao Văn Bình, Nguyễn Đức Phú, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hồng Phúc, Võ Minh Trọng, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Thành Nhàn. Dù còn 6 ngày nữa mới bước vào trận ra quân tại ASEAN, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách 22 cầu thủ. Nhà cầm quân người Khánh Hòa chia sẻ: "Mỗi lần chốt danh sách đi đá giải là cảm xúc trong tôi rất khó tả. Không ai muốn phải rời khỏi cuộc chơi và tôi chia sẻ sâu sắc nỗi buồn với những em ở lại. Vẫn còn rất nhiều cơ hội, các em hãy vững tin về tương lai của mình. Với những em có tên sang Hàng Châu, chúng ta chỉ có thể đủ quân số để chia đội hình tập luyện trong 4 ngày tại Việt Nam và thêm 2 ngày khi đặt chân đến Trung Quốc. Toàn đội phải quyết tâm cao độ. Thời gian không đợi chúng ta." Có chưa tới một tuần để lắp ráp đội hình, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không quá lo lắng bởi ông từng làm việc với hầu hết các cầu thủ ở tuyển Olympic Việt Nam, trong đó có nhiều cầu thủ trẻ vừa giành cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023. Điều quan trọng, lưới cầu thủ trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn liên tục chinh chiến ở vòng loại vòng chung kết U20 châu Á 2023, giải U23 Đông Nam Á 2023 và vòng loại U23 châu Á 2024, qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh. Ở ASEAN 19, VFF cũng đặt ra chỉ tiêu với tuyển Olympic Việt Nam bởi mục đích chính là giúp các cầu thủ trẻ có được trải nghiệm ở sân chơi đẳng cấp của châu lục, từ đó trưởng thành hơn để sớm khoác áo đội tuyển quốc gia. Dĩ nhiên, tuyển Olympic Việt Nam không đến Hàng Châu để du lịch. Khi cờ đến tay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ không bỏ qua. Cần nhắc lại rằng, chính nhà cầm quân người Khánh Hòa từng giúp bóng đá Việt Nam có đội tuyển đầu tiên tham dự World Cup. Thực tế, để cạnh tranh một trong hai tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8 tại bảng B là rất khó bởi sự vượt trội của Ả Rập Xê Út và Iran. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể đi tiếp nếu thắng đậm Mông Cổ để xếp vào 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng. Hoàn thành mục tiêu ở trận ra quân với tâm lý thoải mái cùng với sự mát tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, biết đâu đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ làm nên chuyện. Yeah.